afraid of you. Now you set my soul on fire. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật tù nhân trong chế độ 8-2. Tại vì mấy bữa nay buồn quá, cô không biết chơi chế độ gì nữa, nên là hôm nay em quyết định vác tù nhân vào chế độ này để giải trí, đúng không? Nói là giải trí thôi, chứ thực ra chơi game nó cũng là một cái gì đó, nó bắt mình phải động não, suy nghĩ, và có những cái giây phút rất là căng thẳng. Vui có, buồn có. Một trận game nó có rất là nhiều cảm xúc này, với nhiều cái sự tính toán. Chứ game không đơn giản chỉ là một trò chơi để mình có thể là mình vô mình bấm. Giờ chỉ muốn vui có tải Talking Tom về mà chơi. Như chẳng hạn bây giờ tôi đang chơi cái trò Candy Crush Saga gì đó. Trò đó nhiều khi chơi chơi vớ chơi vẩn thì lại thắng, mà lúc mình chơi nghiêm túc mình tính toán đường xá đồ để mà gạt sao để kiếm được cái con 4 hoặc con 5 hoặc là cái con 3 tam giác gì đó để kiếm những cái viên kẹo nổ cho nó sướng thì nó lại thua. Còn những cái trận gạt vớ gạt vẩn thì lại thắng. Tất cả nhiều khi chơi cũng phải xem ngày xem sao là ở trận đấy mình có thắng không. Nhiều khi có những cái mình đang chơi đến 1000+ bước rồi đấy. Thực ra thì cái bước đó mình chơi cũng được 5-6 năm rồi, mà hôm nào cúp điện thì mới đụng đến cái trò này một lần. Cái trò này chắc mọi người cũng chơi nhiều đúng không? Thôi hôm nay vui vẻ vậy được rồi. Thứ tư thì mình sẽ có một buổi đi dạy cho một cái bài viết về thiếu niên. Ủa thiếu gì trời, nói chung là những cái bạn nhỏ từ lớp 4, lớp 5, lớp 6 ấy. Đấy, và sau đó là em sẽ về, em sẽ livestream, em đặt cầu. Để mình tính coi là bây giờ cứ cho là 110.000 manh mối đi thì tổng cộng ra được là bao nhiêu cầu. Nhìn ăn nhìn uống. Mọi người đợi xíu. 110.000 mà chia cho 4888 là được 220 lần đập. Ôi, ký cái đầu liền. Ủa lộn, không phải mọi người ơi. Chia cho 4888 được 22 lần đập. Ủa ôi, ký cái đầu giờ. 22 mà nhân cho 10 là 220 cầu nữa. Là cũng ngót đâu là cũng gần 900 cầu. Thơm. Ngon. Trời ơi. Trận này gặp vong nữ với cả là thanh niên Gu Chang. Đầu game Gu Chang hơi bị thọt xíu. Nhưng mà về cơ bản nếu mà nó full chiêu rồi thì không phải bàn đúng không? Cái câu nói này thì mặc dù nó cũng hơi dư thừa nhưng mà cũng phải nói, bởi vì là nó rất là bình thường trong cái sự bình thường. Rồi vô. Ôi, vừa nè, còn chưa tỉnh hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất dấu trộm rồi. Ok, đẹp. Hôm nay giờ em mới biết cái từ bù nhìn nó có nghĩa là scarecrow mọi người ạ. Scare là cái là hoảng sợ, là sợ hãi đó. Còn crow là con quạ đó. Vậy là scarecrow giống như kiểu là làm cho con quạ nó sợ hãi. Đấy, cho nên là nó có tên là bù nhìn, đúng không? Giả người ở đây đó. Thực ra mấy cái con bù nhìn nó nhiều khi trong sách cho trẻ em coi ấy, thì thường thì nó sẽ rất là dễ thương. Nó mang theo cái thiên hướng gọi là gần gũi với người nông dân, với người gia đình, với trẻ con. Nhưng mà vô phim thì thôi. Mấy cái nhân vật đấy thì toàn là vào trong những cái bộ phim horror, bộ phim kinh dị.
có cái đợt phim nào cũng lấy cái hình tượng Bù Nhìn làm con ma quái dị gì đó, mà nó xử lý từng đứa thanh niên cứ tới cái Bù Nhìn đó là nó tới nó phá. Mọi người có thể lên TikTok mọi người kiếm trên cái mấy cái review phim ấy. Sợ thật. Mà tôi thấy thường thường thì cái giống ngoài quả của nó cũng hay nhỉ. Kiểu người ta đặt mấy con Bù Nhìn đấy là tưởng người nó cũng sợ, nó không dám bu vào. Nhưng mà có vài con thì tất nhiên là trong số đông đấy thì chắc chắn sẽ có vài con kiểu nó sẽ rất là toxic. Kiểu như thế, nó đếch sợ cơ. Nhưng mà chung quy lại thì đa số có hiệu quả thì mọi người mới làm. Thế chẳng ai mà thấy nó chả ra đâu vào đâu để làm thì nó hơi kỳ kỳ. Một pha giật điện double down, nhưng mà điện của mình thì chỉ giật cho vui thôi. Về cơ bản hiệu quả thì nó lại không có. Hơi bị buồn. Thôi sửa máy thôi. Chơi bời vậy đủ rồi. Ở ra nhây lắm thì cuối cùng máy không kịp thì thua thôi. Để đẩy cái máy lên. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật nhá, cho nên là mọi người nhớ đi ranh thường 5 năm để kiếm cầu. Nhiều khi một cái cầu vậy thôi, chứ thực ra thì mọi người tích cầu á thì tích thoải mái luôn. Để dành như mình sau này dùng cũng được. Còn không thì hí. Yo. Ố. Trời ơi, hai đứa body block thế mà nó vẫn đánh trúng bé gái. Ảo ma. Đã thế thì mình sẽ cho biết thế nào là lễ hội. Bằng cách gì? Đi sửa máy thôi. Thôi chuồn. Bé gái bay rồi. Sắp tới đây có phim Master Valak nữa. Nói thật ra thì cũng hơi buồn bởi vì mình không còn cơ hội ra rạp xem phim nữa. Chỗ tôi có mà nó nghèo nàn, nó lạc hậu lắm. Không phải mình chê, nhưng mà kinh khủng. Gì đây? Trời ơi, dám đánh đức mẹ hả? Sao mà bên trái là vong nữ và vong bên phải là vong hồn vậy trời? Ố. Trời ơi. Chết rồi, ngu rồi. Đó, thấy không mọi người? Nhiều khi canh ván cũng là một cái tội, nhưng mà nó mê. Trời ơi, không còn một cái ván. Dám đuổi thanh niên tù nhân. Nhiều khi phim collab thì nói chung là skin này đẹp thật đấy. Free cái skin mà kiểu đúng mờ lèm luôn. Xuống đây mình hiện hình dùm ha. Đó, tôi chờ cái cửa sổ này lâu lắm rồi. Chỉ chờ đến khoảnh khắc gọi là nhảy qua nhảy lại thôi. Ủa, máy cũng gần xong hết rồi nè. Sửa dư máy luôn á. Ố, ở đây vui thế. Kìa, nó tới kìa. Sao vậy? May quá ấy. Hai đứa giành nhau cửa sổ muốn xỉu. Trời ơi, chết tôi rồi. Bây giờ nó làm món tù nhân kho quẹt cho coi nè. Úi giời ơi. Không sợ ván luôn. Kinh khủng. Trời ơi, món tù nhân kho quẹt giòn ngon. Tát một cái mà muốn xỉu ngang vậy đó. Thôi đi bạn ơi, nó giật bóng về mấy hồi đâu. Đi. Bắn. Wow, úi dồi ôi. Tôi thấy sọ hồi súng thì phải. Kinh khủng. Đúng không mọi người? Nhìn quả đấy có kỹ không nhở? Thấy mùi sọ hồi súng.
qua đây chơi với em nè. Ui trời ơi, không có nhu cầu thổi còi. Bên trái thì vong nữ, bên phải thì vu trang. Nói không mọi người, nhiều khi chỉ muốn yên bình sửa máy thôi, nhưng mà nó kiếm chuyện với em hoài. Giờ là không có canh ván đấy nha. Hết sức có thể rồi, không còn tương lai nữa. Ui giời, trời ơi, cai mà cộng điểm quá trời luôn á. 1.800, 1.500 mà điểm thì nó tăng vèo vèo ấy, mà không có cơ hội để mua thuốc luôn. Nhiều khi chơi game nó hơi bị cái gì đó áp lực. Mấy bữa nay là rank Manti với cả rank điểu đồ được vô cái vùng cấm chọn á. Trời ơi sướng ghê. Sau 5 năm được chơi game, mấy năm ta? Năm 2010 à 3 4 năm gì đó. Là cuối cùng là cũng được trải nghiệm cái cảm giác được vô cấm, được vô cái vùng chọn spawn, spawn. Cũng vui. Kiểu giống như là mình cũng được trải nghiệm cái cảm giác chọn vùng. Trời ơi. Cứu bé, bé mới lên ghế lần đầu thôi. Ok, cảm ơn mọi người. Dám đuổi đức mẹ hả? Ui, còn súng không? Bắn nó đi mọi người ơi. Hí. Trời ơi, vừa. Thôi đừng có đùa với tù nhân nhắn chín nhà bà. Hay quá mọi người ơi. Quá hay. Để mình xem mấy bạn kia chơi làm sao. Mấy bạn ấy chơi hay quá, cover đúng nhất cái nách luôn. Đó mới gọi là team. Ui. Hôm nay sinh nhật của má nào bên môn marketing. Tôi học khoảng 4-5 tháng trước. Nó vẫn lòi ra. Khổ thật đấy. Và mọi người đừng chuyển kênh nhá, mới sau đó thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ hai với map phố người Hoa. Trận này sẽ chơi nhân vật Ray. Đấy, hai bộ collab đẹp không mọi người. Còn bộ L nữa, nhưng mà bộ L đấy trong nick của bạn ở bên Singapore mà lười lắp quá, thôi em chơi nick em. Em đang xài ké cái phụ kiện của Bích. Ôi, mai dăm tới. Ôi. Đâu phải, ồ nó biết mình bên này rồi đấy, nó biết mình rồi đấy. Hôm nay là chủ nhật mọi người, nhớ rank thường với 5 năm để kiếm cầu. Thì nói chung là đi nhiều cũng nhiêu đó cầu, mà đi ít thì cũng nhiêu đó cầu thôi, không có nhiều lắm. Nhưng mà mình cứ tích tiểu thành đại đi là kiểu gì số cầu của mình cũng sẽ được nâng lên. Hôm qua stream thì mọi người cũng có hỏi là sao mà tích nhiều thế, thì đừng đập thôi. Chưa biết nói gì giờ, không biết nói gì luôn á. Hí. Nè. Hí. Đấy. Thấy sức mạnh của nhánh 9 chưa? Chạy một phát là qua tới Lào luôn. Trời ơi. Mình đang dự định ui giời. Mình đang dự định sẽ cai ra khu biệt thự, khu khách sạn. Ôi, hay thế. Rồi sau đó là sẽ chạy qua vòng xanh. Ơi chị, con gái yêu của Madame tới kìa. Ô sao nó phá mất vòng xanh đây rồi à? Không sao, có chủ tế. Mọi người hỏi em là dùng điện thoại gì. Hiện tại thì em đang dùng 12 Pro Max. Rồi khi livestream bằng cái gì thì mình trước thì mình live bằng OLED. Tại vì lúc đấy là mình cũng không có rành cái OBS lắm. Sau này là cũng lên tìm hiểu thì cũng cài thử OBS. Dùng cũng khá là ok, nhưng mà trước kia thì mình không có biết chỉnh cái bitrate. Cho nên là cái bitrate của mình để nó hơi bị thấp. Bởi vậy cho nên là hình nó hơi bị mờ. Nó cần rất là nhiều cái thời gian để xử lý cho rõ. Hay là dạo gần đây khi mà mình test lại, mình chỉnh cái độ bitrate
cao lên một chút thì mình thấy nó khá là ổn. Xem nó mượt với cả là nó rõ hơn. Chứ trước xem giống như kiểu phim bỏn vậy đó. Nó che những mấy cái chỗ cần che không? Trời ơi. Dịch nè. Mọi người coi nha. Thấy. Ấy. Thơm ngay. Có nhiều người trong nhà hỏi mình kiểu không biết hỏi thật hay hỏi đẻo, nhưng mà kiểu nghe cũng hơi bị sốc ấy. Ủa sao ông mua iPhone 14 dùng? Ủa là sao má? Ủa nhu cầu gì mà dùng iPhone 14 trời? Tại vì lúc cũng muốn dùng thật. Ra đường cầm nó cũng sang. Nhưng mà hiện tại thì cũng không cần thiết lắm. Kiểu như là mình muốn mình đạt được cái cột mốc gì đó, lúc đấy mình tự thưởng cho mình sẽ hay hơn. Chẳng hạn như là đợi có việc làm chính thức rồi mua cũng ok. Chứ giờ điện thoại mình đang dùng, vừa rồi em mới thay cục pin 1.1 triệu. Nghe tưởng 700 thôi, mà nghe 700 là cục pin của máy XR gì đó. Còn 12GB Max là 1.1 triệu mọi người, có bảo hành. Ôi giời ơi, thật sự cái cục pin trước mình xài hết 70%. Thì cứ cắm sạc thì cứ tầm khoảng 15-20 phút là đầy rồi. Tại vì nó chai mà cắm thì lên rất là nhanh. Hôm nọ có bạn bảo nó điêu, cái gì điêu trời, thì nói thật đi chứ điêu gì trời. Nhưng mà bữa nay thay pin mới vô thì cắm cả tiếng nó mới đầy. Tôi cũng chả biết là tôi dùng được đến bao lâu. Thật sự kiểu đang chơi 4G ấy, nên là nó nhanh chai lắm. Ôi, xoay gương liền vậy hả? Gì emote vậy bà? Là sao vậy má? Chơi khó hiểu vậy má? Friendly hả? Má friendly hay gì á, mà sao đầu game đuổi giống như là chiến thần vậy trời. Mà mọi người biết cục pin nó chai rồi, cái gì cắm thì lên rất là nhanh, mà chơi cũng nhanh hết nữa. Mà chưa kể là thời tiết mà nóng là nó còn hết bão nữa cơ. Mấy bữa nay là khi mà thay cục pin xong thì chơi cảm giác rất là khỏe. Mà tôi cầm cục pin điện thoại tôi ra, ổng mở cái pin lên, ổng bảo trời sao dùng gì mà chai như vậy. Ủa là sao trời? Mà máy cũng dùng 2-3 năm rồi chứ đâu phải ít đâu. Mà hơi bị sốc. Kiểu sao dùng máy pin thì dùng 4G từ lúc mà dịch Covid nó bùng ra ấy, là lúc đấy là cái wifi nó yếu rõ rệt luôn ấy. Thế là phải dùng 4G chơi. Wifi ở nhà chỉ để mở YouTube lên, mở mấy cô Blackpink lên để nghe thôi chứ có chơi game được đâu. Đến nỗi chưa lên quân còn lag nữa cơ. Thế là pin từ lúc mà dùng cái 4G là nó tụt thê thảm. Nó tụt như là huyết áp của tôi mà lúc mà phát bài kiểm tra mà hay là ở nhận điểm thi đại học vậy đó. Trời ơi, khiếp khủng ngày xưa. Ố, nè he, cho xuống ghế đi nha, ký cái đầu liền. Bởi cho nên là nhiều khi tôi cũng phải canh chừng mấy con Hunter mà kiểu friendly kiểu này, sợ. Mình không biết nó như thế nào mà lường, toàn là sự giả dối. Nhưng mà chưa biết chừng, đôi khi người cầm sách chơi. Gì đây? Ơ gì vậy bà? Chuyện gì vậy bà nội? Friendly không vậy? Sang đây tôi giật điện cho giờ. Điện 220V nha. Trời ơi, người ta ngu lý nhưng người ta vẫn biết là điện, dòng điện mình đang dùng là 220V. Còn bao nhiêu ampe thì không biết nha. Ngày xưa học lý lớp 7 hơi bị xiềng á. Mà từ khi tôi lên lớp 10, tôi bắt đầu học dao động điều hòa. Rồi cái gì? Sóng. Rồi điện gì? Điện trở, điện kế cái gì đó. Rồi mẹ kế cái gì cũng chả rõ nữa. Là từ đó mình giờ trở đi là ngu dần đều luôn. Nó ngu dần đều theo cách chuyển động của mấy cái bài toán, bài vật lý ở trong đề kiểm tra vậy đó. Nó rất là kinh khủng. Mà sao mấy bạn được học sinh giỏi cấp 3 được, tôi cũng thấy nể ghê. Ngày xưa học sinh ngu á mọi người. Và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn là mọi người vào video lần sau. Má mà đam, má friendly mà làm dịch cả mình. Và bye bye mọi người nha.